Xin chào các bác nhé. Khuya lắm rồi không ngủ sao? Nếu đêm nào anh ngồi đến sao? Cộng hòa xếp chào. Là anh tìm khách, nó tìm khách đi mà làm nói Cộng hòa xếp. Từ Mỹ chào. Mấy ông bài khỏe không? Tôi thì không có làm. Tú đi làm, tôi đi mừng thôi à. Nói chứ làm thì mình cũng không phải làm cái gì hết á. Mình đi, chào tất cả nha. Mình đi, chủ yếu là mình đi mua vật tư rồi để cho thợ làm thôi à. Tại vì mình, lúc này mình hạn chế, mình không có làm nhiều, mệt quá. Đang tới công trình á. Mua vật tư rồi về ngồi buồn ngồi nói chuyện với các anh chị. Tôi thấy mấy hôm nay ở bên Mỹ này nó lạnh tuyết. Bên tôi tuyết nó lên gần 2 thước á. Ở bên Seattle á, bên Washington State á, tuyết nó lên gần 2 thước. Cái đây nè. Rồi đi lễ lộc rồi này nọ nó mấy chuyến bay nó đình chuyến bay nó kẹt cái sợ luôn á. Đừng chuyến bay lại. Lạnh mà có người chết luôn á. Lạnh đấy. Các anh chị biết là Mình lên đây mình chơi á. Các anh chị, mình chia sẻ ra những cái chuyện gì hay, chuyện gì vui á. Nói chung ra lên trên này á, thì trước tiên mình nãy giờ nói chuyện với Lá Bà Sàm rồi. Giờ mình chào tất cả nha. Chào mấy anh em. Chào chúc mình có ngày lễ Giáng sinh, Tết vui vẻ, hạnh phúc cho mọi người ha. Rồi mình lên đây mình nói người mình là người Việt Nam đúng không anh chị? Thì người Việt Nam mình là dân tộc, mình là người dân tộc Việt Nam. Rồi đất nước Việt Nam mình, tổ tiên của mình cũng vẫn còn ở Việt Nam mà đúng không? Bất cứ ai cũng vậy đó. Cha mẹ anh chị, cho dù mình ra ngoài nước ngoài, giống như anh gì nè, đang ở Czech Republic, có nghĩa là Czech Republic là ở Cộng hòa Séc gì đó, thì mình lên đây hay bất cứ mình ở đâu thì tổ tiên của mình, cho dù mình ra nước ngoài hay đâu, tổ tiên của mình vẫn còn ở Việt Nam đúng không? Nhưng mà những ông, những bà đó, tôi nói cho những ông, những bà nghe nè, những ai ghét cái chế độ gì thì ghét cái chế độ cộng sản hay cộng hành gì mấy ông nói đó, tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi cảm thấy những cái chuyện gì họ làm tốt đất nước thì tôi nói á, mình nói mình xin lỗi, mình không phải mình miệt thị các ông bà đó, nhưng mà thật tình ra đó, các ông bà nghèo thì mình chịu, gọi là cái nói cái nghèo đi, đừng có bị bệnh sĩ gọi là rồi nói là đúng má lên đây đó là cộng sản với cộng hành. Rồi tôi nói mấy các ông bà nghe nè, tôi lên đây tôi nói về những cái sự thiệt và cái sự so sánh giữa cái gọi là những cái chuyện đúng và chuyện sai thôi. Tôi là không có ngán các ông bà, tôi nói thật, nếu mà tôi ngán thì tôi là không có lên trên này tôi nói chuyện. Tôi đi bất cứ nơi nào tôi là quang minh chính đại và tôi là người Mỹ chứ không phải là tôi là người Việt Nam 100%. Mà mấy ông bà ngu lên đây, mấy ông bà lên biểu tôi là đồ mà thằng này là thằng cộng sản rồi đồ mà mày lên đây mày nói rồi mày nói vậy sao mày không về Việt Nam ở. Tôi nói xin lỗi nè, tôi nói cho các ông bà nghe, các ông bà mà gặp tôi ngoài đời á là các ông bà không có cửa nói chuyện với tôi. Cái đó thứ nhất. Và thứ hai, chắc cái đây là đất của ông nội tôi, hiểu chưa? Tôi là người Mỹ chứ không phải tôi đấy. Các anh nói là tôi đi bưng bô cộng sản, tôi không có bưng bô cộng sản, không ai mà trả tiền cho tôi mà để bưng bô hết. Anh có rõ không? Các anh nói chuyện ngu đần không à? Tôi dù sao tôi bên Mỹ này, tôi là một công chủ của một công ty xây dựng, hiểu chưa? Chứ không phải là tôi là thằng con nít mới đẻ.
các chị lên đây, các chị nói là đủ, mà các chị nói lệnh cho tôi là đủ mày, mày cộng sản này, cộng sản nó, cộng sản trả là đủ. Thôi mày, giờ không đi đâu kìa, không đi đâu. Tôi là một chủ của công ty xây dựng, hiểu chưa? Lên đây mà đủ mẹ ra lệnh tôi, nói biểu tôi là đủ mà như thế này thế kia. No, cái đinh đó đinh không phải là binh đinh bắn ấy. Không. Tầm 7 tầm 3 đinh đó, đinh bắn bắn ăn cồ. Đinh nó em mua đúng không? Cái đó. Không có được. Hey. You've been here how many months already? That gun there is for the share wall. Why you put that gun? It's on my van. It's on my van, the framing gun. Anh Kiệt, anh làm mấy chục năm với em rồi mà anh bắn cái đó vô hư súng. Cái súng đó em mua 600 đô đó, anh gắn cái đạn đó vô là hư đó. Ông Quyền đi với tôi, ông Quyền. Bỏ cái đó vô cái bịch lại để trả lại được. Một cái bịch đó mấy chục đô mà mấy anh làm kiểu đó là chết. Cái đó là equal đúng rồi mà. Anh Kiệt, tháo cái đó ra đi. Cái súng đó em mua 600 đô á. Tắt cái e đi rồi anh bỏ vô, anh bỏ vô, anh tháo kiểu đó cả đời không bao giờ. Không được, không được, em nói không được là không được. Không được, không được, không được anh. Dạ dạ, không có gì. Nguyên Nguyên, bỏ cái đó ra, Nguyên bỏ vô cái bịch giùm tôi, bỏ vô nó để trả lại được. Cái súng phêm em để ngoài xe em á anh Kiệt. Cái súng phêm ở ngoài xe anh Kiệt. Đúng là tại... Không, không, cái đó là được. Không. Cái đó là chỉ cho bắn cho mấy cái bát sắt thôi. Nó ở ngoài xe, cái súng frame ở ngoài xe đó anh. Rồi mấy anh chị, mấy anh chị lên đây, tôi nói xin lỗi. Hai. No, I'm fine. Thanks. Yeah, yeah. Thì ông ấy nó hỏi có ăn gì thì nó mua cho kìa con bé. Dạ. Dạ, we fine, thank you. Appreciate it. Thank you. Mấy ông mấy bà lên đây, mấy ông mấy bà ra lệnh tôi á là nó mà bung bô cộng sản. Thời buổi này không có cộng sản gì hết các anh các chị. Nha, mấy anh các chị cứ chống ai thì chống. Các anh các chị gọi là thua toàn tập nên mình không thua toàn tập, mình lên đây đứng lên đây mà mình dạy người ta. If not just take a hand dude. If not just take a hand dude. So should be in a hotel then. That's fine. Chào Nguyễn Tuấn, chào Chi. Should take a hand, dude. Hey, the $1,600 from the Venmo already cleared it out. And then later today I go to the bank and I'll just cash it out and give you the cash. There's $300 left on a balance there. Just continue the hand nails and hey, put more plastic down, man. It's just okay. All right, just put more plastic. I'm out here. Có những thằng nó nói là đủ má tao rồi là còn chỉ tôi là nói lên đây nói dốc rồi kiếm view kiếm like, tụi bay điên à, tụi bay hâm à, tao đủ má ở bên Mỹ này là. Đất là đất của ông nội tao để lại mà biểu tao rồi phải đi kiếm view kiếm like. Mày thấy tao luôn mà tao bên này tao nói rõ tao là chủ của công ty xây dựng ở Mỹ và tao đang làm ở San Francisco. Hiểu chưa? Miền Bắc Cali. Đó chưa? Đừng có lên đây dạy đời tao, biểu tao là phải đi kiếm tiền, tao không kiếm tiền.
tụi bay lên đây tụi bay dạy đời, dạy đời, dạy cái gia đình tụi bay đi, lo đủ kiếm cơm đi. Mực đó là cái mực của cái khác chứ không phải là mực của cái lỗ đó. Hey, you go up there. We left you and Kit here, and then you guys put a black paper and start on the roof, okay? Tụ cỡ công trình của người ta làm tụ lên chỉ rồi. Thấy rõ chưa? Rõ chưa? Cảm ơn Hằng Thuyền. Hey, so the, you try to get the later on try to get all the water out and then put that there down and then nail with the long nail, right? That nail is the one with the cat. The one with the cat with the square one. Huh? And then we'll be right back, okay? All right? And then we'll be right back. Thấy rõ chưa? Quay bỏ mắt chưa? Anh Kiệt ơi, anh Kiệt. Anh Kiệt ơi. Anh Kiệt. Anh Kiệt. Anh làm ơn anh đi xuống giùm em cái. Anh đi xuống đi. Anh lấy cái thang dài anh dùng giùm em. Cái đó lát té xuống em không có tiền em đền anh đâu. Đừng có giới lên kiểu đó. Lấy cái thang ở trong của mình ở trong á. Bữa trước thằng thằng Mỹ thằng 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 Mỹ nó bị té nó một lần một rồi. Lấy cái thang dài lên bỏ lên cho ổng. Té. Đi. Anh đi em đi quyền bảo. Dạ, anh đi theo em qua bên kia. Anh kia, cái thang, get the ladder. Đó là cái gì không để cầm, chắc em có em có dắt em ở bên kia rồi, trên xe rồi. Có cái xe. No, get the long ladder for him, he got a short ladder. Anh kia coi, một lát nữa. Một lát nữa đây. Ok, ở trên shop khoan đó là... để em nói nghe. Mình đóng cái đó là sai hết. Đúng ra mình đưa thẳng lên trên hết. Rồi ở dưới mình mới nói ở dưới. Anh rõ em nói không? Ở trên đó mình đóng kiểu đó là người ta nhìn người ta sẽ cười mình cúi đầu luôn. Nhưng mà hên cái là như thế nào không? Mình ở trên đó mình có một cái mô đình ở trên đó rồi. Cái sim ở trên đó đó, thường là người ta bẻ thẳng lên hết rồi cái sim ở dưới. Không sao, không sao, không sao. Ở trên đó đó là mình đã có ấy rồi. Cái sim ở trên đó thì không sao nha. Bây giờ anh đóng ở dưới đây. Một lát nữa lên trên đó anh trả giấy dầu cho em rồi em quay lại. Ở trên cái đó đó đó. Trải trên cái floor là tỉnh luôn hả? Dạ, trải trên đó hết. Trải lời nào? Giấy dầu đó đó, em mua đó, trải hai lớp giấy dầu đó cho em. Rồi đóng vòng nó, đóng hết mấy cái plastic hết. Khi giấy dầu á. Nha, rồi em quay lại, em qua bên kia. Có đủ lát xin không? Không có rồi, em sẽ đi mua thêm. Không có rồi, em sẽ mua thêm. Đủ. Em mua tổng cộng là hết bao nhiêu cái lận? We don't have enough plastic, if not I will buy more, okay? Only, anh Kiệt ơi, anh Kiệt, mình đóng có hai mặt. Có hai mặt à, cái đó 10 feet là 3 thước. Mỗi bên này có 5 thước à, em mua 4 cây là dư hết. Em mua 4 cây là dư. Vậy là tháo không, không cần tháo handrail, anh chỉ xuống 2 inch. Anh chỉ quặp cho nó xuống 2 inch là đóng cái ấy vô thôi. Khi mình bỏ rút lên mình mới tháo handrail ra. Đúng không? Để em chạy qua bên kia em cho họ em chỉ anh Minh làm cái này rồi em quay lại. Ok. Giờ anh cứ đóng này đi, lấy cái thang dài, lấy cái thang đỏ đó, đừng lấy thang ngắn dưới dưới, té má nhận không ra đó. Đó mấy thằng ba sọc á, đừng có, yeah, I'm here mày, yeah, I'm here. Thấy mấy thằng ba sọc quá đừng có nói lên đi dạy đời nói tao là phải đi à, lên đi câu view câu like nói lại cho biết là tao là chủ của công ty xây dựng anh nói sao anh kìa no, cái thang đỏ nè anh kêu nó đẩy cái đó lên là có thang đỏ dưới đó giờ tao làm với Mỹ không à tao không làm với người đấy khách Mỹ cái công trình người ta đang làm hiện giờ đó tổng cộng là 10 tỷ nghe rõ không 10 tỷ á tụi bay
400 mấy chục ngàn đô á. Mấy đám tụi bay là con nít mới đẻ, lên đây đừng có dạy tao làm con người hay là tao phải về Việt Nam ở, tại vì tao bưng bô cộng sản. Tao cũng cầu tao có cái bô của cộng sản đi sao, để tao bỏ cứt cái đó, tao đổ lên bàn thờ nhà tụi bay. Ngu mà hay nói chữ. Hello Kenley. It's a lot of water up there, huh? Let it dry a little bit, dude. I don't think it will be able to put... À, nói sao? Hồi đó bố, bố mua hai hộp mà. Gì anh? Em... Anh mua dùm cái này, anh Minh mua lộn khỏe đó rồi. Mua gì anh? Mua cái bồ này rồi. Hồi nãy trong đó là hơi sai hả? Đóng, đóng cái đó... No, đóng cái đó mới được. Đóng bằng cái đó chứ anh, giấy dầu đó anh đóng bằng cái đó không được. Giấy dầu đóng cái này mới được. Đóng cái này lẹ hơn mà nó tốt hơn anh. Mua lộn mà. Không sao đâu, kêu lát nữa đi mua. Cái đó là mấy? Cái này T50 là T50 đúng rồi. Cái này đúng rồi. Không, T50 với T50 gắn vô được. Bỏ được rồi, giờ quánh không có được. Ok, lát em mua cái khác cho. Ok, I buy the short one. So what happened, mate? No, được rồi, rồi, anh gắn được. Why? So your door will be right here? I listen to you, mate. Because you pay me, I listen to anything you said, right? I have to pay you? No, I just... You're paying me to do that. I thought you guys were... Hi, Rachel, how are you? Merry Christmas. Merry Christmas to you. My... Yeah, my wife. I have met her for 7 months. Because of us? No, it's just, that's good. What did you do for Christmas? Just take her to Napa. Oh, nice. Because she likes red wine, so we just get some red wine in there. That's nice. Yeah, that's good. Thanks. How are you guys? You guys? Good? Cleaning. Okay, so what the idea from the film?